Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc công tác kiểm tra giám sát của Đảng quý 1 năm 2022, triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2022. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì hội nghị. Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên dự và phát biểu tham luận tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Quý 1 năm 2022, Bộ Chính trị, Ban Bí thư cấp ủy các cấp quyết liệt trong lãnh đạo chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra các cấp triển khai thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra giám sát, số lượng các cuộc kiểm tra tăng so với cùng kỳ năm 2021, nhất là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Công tác giám sát có nhiều đổi mới, chú trọng đến chất lượng hiệu quả. Qua kiểm tra giám sát, kết luận rõ ràng, khách quan, chính xác, xử lý nghiêm minh nhiều tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Phát biểu thảo luận tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa khẳng định, quý 1 năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp ở Hưng Yên kiểm tra 143 đảng viên và 79 tổ chức đảng, giám sát 29 đảng viên và 24 tổ chức đảng. Ủy ban Kiểm tra các cấp kiểm tra 50 đảng viên và 10 tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm. Kiểm tra về thực hiện nhiệm vụ, kiểm tra giám sát 82 tổ chức, giám sát theo chuyên đề 62 đảng viên và 32 tổ chức. Qua kiểm tra, các trường hợp vi phạm đã bị xử lý nghiêm theo quy định. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa cũng đã đề xuất kiến nghị. Ủy ban Kiểm tra Trung ương tăng cường tổ chức các lớp bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ mang tính chuyên đề, chuyên sâu về lĩnh vực dễ nảy sinh sai phạm, cần tập trung kiểm tra, giám sát như quản lý đất đai, quản lý tài chính, đầu tư công, công tác cán bộ, lĩnh vực tư pháp, kê khai tài sản, kết hợp với tổ chức tọa đàm theo chuyên đề để qua đó Ủy ban Kiểm tra cấp dưới, trước hết là Ủy ban Kiểm tra cấp tỉnh có thêm kỹ năng rồi được chia sẻ những thông tin về các cuộc kiểm tra, các vụ việc mang tính điển hình do Ủy ban Kiểm tra Trung ương hoặc Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Thành ủy tiến hành, từ đó giúp cho các đơn vị trong hệ thống kiểm tra giám sát có thêm kinh nghiệm về các tình huống cụ thể, nghiên cứu để có phụ cấp hoặc chế độ hỗ trợ bồi dưỡng đối với ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối, cơ quan, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp. Hiện nay Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở được tăng quyền gắn với nhiều trách nhiệm, song các đồng chí ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở khối này thì chưa được hưởng chế độ phụ cấp gì. Trong quý 2 và những tháng còn lại của năm 2022, với tinh thần quyết liệt, chủ động, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên tích cực thực hiện nhiệm vụ và phấn đấu hoàn thành chương trình kiểm tra giám sát đã đề ra, quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tệ quan liêu, tham nhũng tiêu cực trong một bộ phận cán bộ đảng viên và tổ chức đảng, giữ vững kỷ cương, kỷ luật nghiêm minh của Đảng. Để hoàn thành chương trình kế hoạch công tác năm 2022 đã đề ra, tại hội nghị Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp tích cực và quyết liệt hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật, tập trung chỉ đạo thực hiện kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng, đảng viên có liên quan đến vi phạm trong công tác phòng chống dịch COVID-19, khắc phục những vi phạm khuyết điểm đã được Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận. Tiếp tục kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp, tăng cường tuyên truyền kết quả kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật, công khai các quyết định kết luận của Ủy ban Kiểm tra trên các phương tiện thông tin đại chúng.